Chiều ngày 7 tháng 10, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một cá thể mèo rừng và cá thể trăn gấm có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm do người dân ở thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện giao. Cụ thể, đối với cá thể trăn gấm, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo từ Ủy ban nhân dân phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về việc người dân tự nguyện mang đến Ủy ban phường bàn giao một con trăn gấm. Kiểm lâm xác định con trăn gấm trên là con cái, nặng khoảng 37 kg, chiều dài gần 10 m, có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Chiều cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành tiếp nhận một cá thể mèo rừng quý hiếm do ông Nguyễn Liền, 54 tuổi, ngụ quận Tân Phú, tự nguyện giao nộp. Theo Kiểm lâm, đây là cá thể mèo rừng quý hiếm có trọng lượng gần 4 kg, giới tính đực, thuộc nhóm 2B. Sau khi tiếp nhận, các động vật trên được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc sức khỏe trước khi thả về rừng. Nhưng mà mình thấy con vật này một khi nó ngẫu nhiên nó vô nhà mình. Nhưng mà mình nghe người ta nói là nó là mèo, nên là mèo rừng, là thuộc động vật quý hiếm. Mà động vật quý hiếm thì mình nghĩ là mình nên đưa nó về thiên nhiên. Vì cái bản năng của nó là bản năng nó là nó sống hoang dã, nó rất là hung dữ. Cho nên là mình đưa nó về, hơn nữa là nó quý hiếm thì mình nên để cho về thiên nhiên, có thể là nó gầy giống nó sinh sản ra để mà nó còn tồn lại trong tương lai nữa.